Thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ cháy chợ dân sinh như chợ xã Tân Dân huyện Khoái Châu, chợ Tam Bạc thành phố Hải Phòng khiến nhiều tiểu thương điêu đứng. Công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu chợ dân sinh luôn cần phải đề cao. Tuy nhiên tại một số chợ trên địa bàn huyện Văn Giang còn lơ là, tiềm ẩn nhiều hiểm họa cháy nổ. Chợ Châu, xã Tân Tiến, rộng khoảng 500 m2 với gần 40 tiểu thương được xây dựng từ năm 1997. Từ đó đến nay rất ít được tu sửa. Theo quan sát của chúng tôi, chợ không có một bình xịt chữa cháy nào. Đến cả mái chợ sập từ năm ngoái vẫn chưa được tu sửa, thì làm sao có thể đầu tư đồng bộ thiết bị chữa cháy cho tiểu thương? Các phòng cháy chữa cháy ở đây chúng tôi cũng chưa được tập huấn mà chưa được xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy. Dù trước cổng chợ có tấm băng rôn, phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của nhân dân. Tuy nhiên, cũng như chợ Châu tại xã Tân Tiến, thì chợ Văn Giang tại thị trấn Văn Giang cũng không thấy một bình chữa cháy nào. Trong khi đó, dây điện chằng chịt, trạm biến áp ngay sát quầy bán hàng. Nhiều tiểu thương còn đấu nối điện tự phát, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến chập điện, cháy nổ. Phòng cháy chữa cháy chợ này thì không có phòng cháy chữa cháy gì cả. Đều phải tự vận động mà xếp hàng hóa. Tiểu thương của bà có được chính quyền cấp cho những cái bình chữa cháy hoặc là tập những buổi tập huấn không? Không, chả bao giờ khó được phòng cháy chữa cháy. Hiện trạng ở đây bây giờ nếu mà phòng cháy chữa cháy thì chưa có một cái gì. Chợ nó đã quy mô đâu mà làm phòng cháy chữa cháy. Chợ Văn Giang là khu chợ dân sinh lớn nhất trong huyện, với diện tích trên 3.000 m2 là nơi buôn bán của gần 200 tiểu thương. Tuy nhiên, chợ đang xuống cấp trầm trọng, đặc biệt công tác phòng chống cháy nổ gần như không có. Theo một số tiểu thương ở đây cho biết, trong những lần tiếp xúc với dân, Ủy ban nhân dân thị trấn Văn Giang đều hứa có kế hoạch cải tạo lại. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa được triển khai thi công cải tạo. Nguyện vọng của ban quản lý và nguyện vọng của các hộ kinh doanh là làm sao mà nâng cấp chợ lên để cho phục vụ cái vấn đề công tác phòng cháy chữa cháy và điện đóm cho nó an toàn. Tình trạng lơ là, không đủ đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn huyện Văn Giang đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu chợ trên. Công tác phòng cháy chữa cháy được đảm bảo là yếu tố quan trọng để các tiểu thương yên tâm buôn bán.